dưa hấu. Đây hoa đào bên này nữa con này, đẹp chưa? Rồi đi. Đào nhiều. Đâu? 5 đầu đâu? Đây. Đúng con này nhá. Nào đi. Ừ. Từ từ để nhấc cái này ra. Nào rồi. Đi. Cầm này ra. Cất đi, cất đi. Ừ. Thì mua. Không phải chơi thử, về nhà chơi. Mẹ biết là nó không làm sao. Không phải thử. Đi con. Đi lên đi con. Kêu thú ngân hà này. Này. Đâu? Kia kìa, cuộc đua sao chổi. Đây. Để ăn Tết lại mua cho. Thôi đi, bây giờ mua zombie hay mua siêu thú ngân hà? Mua zombie. Ừ, đi. Gần gần Doran. Gần con này là zombie thủ lô đấy. Em ơi, sao chị mua bộ này? Ừ. Ô, giảm giá. Giảm 40%. Ông sao lại giảm? Lấy hai hộp đi. Giảm giá đấy chị. Giảm 40% đi. Nhưng mà sao lại giảm thế hả em? Ngày gì? Cái này là có chương trình bọn em giảm từ chơi xuống. Ôi giời, mày cũng ơn trời đấy, chị mua một bộ. Siêu thú ngân hàng có giảm giá không? Siêu thú ngân hàng. Cuộc đua sao chổi? Không giảm chị ạ. Thì xem mỗi zombie đó. Vâng, xem cái gì? Giảm 40 là gần 50% rồi đấy chị. Hay chị mua thêm một bộ nữa. Sao đỡ phải mua. Mà giá ừ, nhưng mà giảm rồi, nó có chương trình từ bây giờ đến mấy. Nhờ, chắc tầm hết tháng là bọn em dừng. Lấy thêm cái nữa. Cái này là còn bao nhiêu? Cái này là còn 251 thôi. Siêu thú ngân hàng không giảm. Ôi trời ơi, thế để khi nào nó giảm thì ra đây mua tiếp. Có một bộ cho nó thôi, nó thích mỗi bộ này. Ôi mày. Cứ tưởng không cần tiền ăn. Bấm bụng mua con, trời mày. Còn có 250.000 nữa. Ôi trời ơi, sướng. Tự nhiên lại có đợt giảm giá mày chứ. Quá mày. Mày quá em nè. Em gửi chị 249. 259 đấy nhỉ? 251. Em gửi lại chị 249. À cái này là 251 à? Chị tưởng 248. Đấy là tiền trả lại rồi ạ. Trời may quá. Cảm ơn các em nhé. Thôi Thu ơi, về thôi con. Đố con biết bộ này bao nhiêu tiền? Còn rẻ hơn bộ trước cơ. Ừ.
Ôi to mà rẻ lắm. Đố con biết bao nhiêu tiền đó? Hả? Có 250.000 thôi. Đi ăn chơi thử bạn. Không, về nhà chơi đi. Ừ. Mua nốt bộ này đấy nhá, không mua nữa nhá. Ừ. Nào đi. Mình ghét rồi. Đi trước đi con. Con thích ăn gì không để mẹ mua? Con ăn gì đâu? Đi thôi. Đang chơi à? Chơi đi. Lối này mà.